3 days later. Many months later. Vâng, chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với Given. Hôm nay thì mình mang đến cho các bạn một chiếc màn hình đến từ thương hiệu LG. Một chiếc màn hình mà phải nói là nó dài vãi cả. Và như các bạn biết đó thì LG là một trong những cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc rất là nổi tiếng. Họ có một số những cái sản phẩm rất là nổi bật, chẳng hạn là liên quan đến smartphone nè, họ liên quan đến TV, tủ lạnh, điện máy và cả màn hình. Thì hôm nay cái chiếc màn hình với cái mã hiệu là 49WL95C có một số những cái điểm nổi bật mà mình muốn chia sẻ ngay cho các bạn sau khoảng một tháng mà mình được sử dụng. Đầu tiên là về cái thiết kế của nó thì đây là một cái chiếc màn hình thuộc cái thể loại ultra wide với cái tỷ lệ là 32:9. Để cho các bạn thấy rõ nhất về cái tỷ lệ của nó thì mình sẽ dùng một cái cây thước dây để mà đo cho các bạn xem. Với cái chiều dài là 120cm thì rõ ràng là nếu như các bạn đã xác định là mua một cái chiếc màn hình với cái tỷ lệ tương tự thì các bạn cần phải xác định trước là các bạn cần phải có một cái bàn nó có cái độ dài tương đương ha. Về tổng thể thiết kế thì đây là một cái chiếc màn hình mà theo mình đánh giá là nó rất là sang trọng và nó rất là đẹp. Như thế nào? Họ chọn cái tông màu chủ đạo sẽ là màu sáng và cụ thể đó là màu trắng. Về tất cả mọi thứ là logo phía sau hay là cái phần ốp ở phía sau màn hình thì đều được làm từ màu trắng. Nhưng mà có một cái mà mình không thích lắm là tại vì sao hãng á, họ không làm luôn cả cái phần viền ở phía trước là màu trắng luôn cho nó đồng bộ nhưng mà họ lại chọn là màu đen. Thì có thể là do họ cố ý như vậy để mà nó che được cái phần khuyết điểm là cái phần viền của màn hình này nó vẫn còn tương đối là dày. Nhưng mà không sao, tại vì với một cái kích thước lớn, một cái độ phân giải lớn như thế thì đó là cái chuyện mà viền màn hình dày là chuyện dễ hiểu. Điểm mà mình thích hơn nữa là về cái chân đế thì từ xưa đến giờ những cái chiếc màn hình LG á, họ luôn luôn làm cái chân đế nó có một cái độ hoàn thiện rất cao. Thì chiếc màn hình này nó cũng tương tự do cái giá thành của nó cũng không phải là rẻ. Nếu như đánh giá về chân đế của chiếc màn hình này thì cái độ hoàn thiện của nó cũng cực kỳ cao, với kim loại được mài nhẵn cực kỳ sáng bóng, khi các bạn chạm vào cũng sẽ không có một cái cảm giác xước hay là đau tay gì cả, bởi vì họ đã làm nó một cách rất là tinh tế. Thì về tổng quan tất cả mọi thứ về thiết kế nó là như vậy, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một chút xíu về cái tấm nền. Tấm nền của chiếc màn hình này á, nó sử dụng tấm nền IPS và với cái độ phân giải nó sẽ có hai mức độ phân giải khác nhau nếu như các bạn sử dụng hai cái loại kết nối khác nhau. Nếu như các bạn sử dụng dây kết nối là HDMI á, thì cái độ phân giải nó có thể đạt được tối đa là 3180 nhân với 1080, tức là nó là double full HD. Đó, nó chia đôi ra như thế này. Còn nếu như các bạn thông qua cái giao thức kết nối là DisplayPort hoặc là Type-C á, thì cái độ phân giải có thể lên tới tối đa là 5120 nhân với 1440. Các bạn tưởng tượng nó giống như là kiểu hai cái màn hình 2K nó gộp lại và thành một cái màn hình. Cho nên đó là có một điểm mà mình chưa có thấy thoải mái lắm trong quá trình mà sử dụng á, là do cái kích thước của nó quá là dài và cái tỷ lệ màn hình của nó cũng khá là dị. Nhưng cái độ cong của màn hình á, thì nó chưa tới. Đáng lẽ là nó phải cong hơn một chút xíu nữa, nó ôm một chút xíu nữa thì cái vị trí trung tâm mà các bạn ngồi á, nó mới cảm giác thoải mái. Còn đối với chiếc màn hình này á, thì bởi vì nó khá là thoải nên nếu như các bạn vừa mới sử dụng á, thì các bạn sẽ cảm giác là nó hơi bị đau mắt. Xem một chút xíu về cái yếu tố hiển thị á, thì cái chiếc màn hình này nó phục vụ tốt nhất dành cho cái nhu cầu công việc. Và phía bản thân LG á, thì họ khi mà họ đưa cái spec cũng như là đưa cái sản phẩm lên trên website của mình á, thì họ cũng hướng đến cái nhu cầu là công việc nhiều hơn là chơi game. Tại vì sao? Đây là một cái chiếc màn hình với cái tỷ lệ nó rất dài. Các bạn tưởng tượng nó giống như kiểu là những anh em nào mà làm những cái công việc liên quan đến multimedia, các bạn làm những cái việc như là edit video clip, này, edit hình ảnh, thì khi đó cái project các bạn có thể chuyển giao qua lại nó rất là tiện dụng. Tại vì nó sẽ chiếm trọn cái không gian của cái màn hình. Và họ quyết định chọn cái tỷ lệ là 32:9 là để cho những cái phần mềm mà ngay thời điểm hiện tại nó tối ưu cho cái tỷ lệ 16:9 á, nó được thể hiện một cách thoải mái và nó full luôn, chứ không phải như cái kiểu 21:9 như thời điểm hiện tại mà các bạn thấy trên những cái màn hình khác. Thì vậy nên á, là về cái màn hình này nó phục vụ cho nhu cầu công việc là tốt nhất. Tuy nhiên có một điểm mà mình cảm thấy nó hơi kỳ là thông qua cái việc mà mình đo cái giải màu thì nó chỉ báo lại là 90% sRGB mà thôi. Thì đó là nó không hoàn toàn dành cho cái nhu cầu là các bạn làm đồ họa và các bạn yêu cầu một cái mức đồ họa chính xác. Vậy nên là nếu như các bạn chỉ làm theo những cái kiểu là multimedia, các bạn edit video clip nhẹ nhàng thì cái tấm nền của nó vẫn có thể đáp ứng được. Còn nếu như các bạn muốn làm những cái công việc liên quan đến edit màu sắc nè, các bạn cần một cái độ chân thực nhất về cái tấm nền, thì rõ ràng đây không phải là một cái sự lựa chọn tối ưu nhất trong cái tầm giá này.
Nếu như mà xét về tính năng hay mà tối ưu cho cái nhu cầu công việc á, thì cái chiếc màn hình này nó cũng có rất là nhiều, mà điển hình nhất là cái tính năng VIP hay có thể hiểu là Picture in Picture. Thì tính năng này cho phép các bạn á, là chia đôi cái không gian hiển thị ra làm hai phần khác nhau mặc dù là chung một cái màn hình. Không phải là chỉ có cái chuyện là chia làm đôi đâu, mà nó còn là chia làm 2/3, 1/3, rồi 2/3, 1/3 bên này. Hoặc là các bạn cho một cái khung ảnh nhỏ ở trong một cái màn hình lớn đặt ở những cái vị trí khác nhau. Thì ở trong setting của màn hình này đều có sẵn. Cái tính năng này nó sẽ giúp ích như thế nào? Tại vì ở phía trong cái con màn hình này nó có tầng là hai cái controller, tức là hai cái đầu input, và giúp cho các bạn có thể kết nối một lúc là một màn hình với hai thiết bị phát khác nhau. Thì các bạn có một lúc là hai bộ máy, các bạn kết nối chung một cái màn hình luôn. Thì đó là về cái tính năng này cực kỳ hay. Hoặc là dành cho những bạn nào mà muốn làm theo kiểu live stream á, các bạn muốn là nửa màn hình tôi dùng để chơi game và nửa màn hình còn lại thì tôi kết nối với một cái máy để mà phát lên trên cộng đồng mạng. Thì rõ ràng là cái màn hình nó thực hiện cho những cái nhu cầu liên quan đến công việc nó cực kỳ tốt. Đó là về cái tính năng mà PIP của màn hình. Màn hình này ngoài ra cũng có một cái khả năng, đó là giúp cho các bạn có thể tự động điều chỉnh độ sáng. Thật ra thì những cái màn hình mà khoảng đâu đó từ tầm trung tới cao cấp, đa phần ngay thời điểm hiện tại thì nó đều có một cái sensor để giúp cho các bạn có thể đo cái ánh sáng môi trường. Nó nằm ở phía trên này nè. Đó. Thì khi đó cái màn hình nó sẽ giúp cho các bạn có thể tự động điều chỉnh độ sáng. Chẳng hạn như mình là một người sử dụng một cái bộ máy tính ở trong một cái khuôn viên mà thường xuyên là tắt đèn bật đèn, thì mình lười phải chỉnh tay. Thì rõ ràng cái tính năng này là một trong những tính năng giúp ích cho mình rất rất là nhiều, tại vì nó tự động điều chỉnh độ sáng luôn. Cái tiếp theo á mà mình muốn chia sẻ với các bạn là về cái loa ngoài của cái chiếc màn hình này. Có một cái loa ngoài mà cực kỳ ngon. Nó có tới tận là hai loa, tức là các bạn có thể phát âm thanh stereo luôn. Ở dưới này này, hai loa bên trái và bên phải. Thì về cái loa của nó là loa công suất 10W, thành ra là có một cái mức âm phải nói là rất là lớn. Âm lượng của nó khi mà các bạn nghe ở trong một cái khuôn viên phòng nào đó khoảng 25m2, thì rõ ràng là cả một cái gian phòng đó đều có thể nghe rõ từng mồm một những cái tiếng phát ra từ màn hình. Tuy nhiên mà nếu như đánh giá về cái chất âm á, thì đương nhiên là những cái loa tích hợp sẵn ở trong màn hình thì các bạn đừng có mong chờ quá về chất âm. Nhưng mà rõ ràng là cái chiếc màn hình này, cái giải âm đó mình nghe nó vẫn ổn nha. Bass cũng có, rồi treble cũng khá là ok. Và nên là nếu như các bạn là một người mà đi mua màn hình với cái nhu cầu làm việc nè, mà các bạn còn muốn giải trí nhẹ nhàng, chẳng hạn như là xem phim, xem hài, nghe nhạc nhẹ nhàng, thì chắc chắn cái màn hình này về cái loa ngoài của nó sẽ khiến cho các bạn phải hài lòng. Và với cái màn hình LG 49WL95C này, nó còn một cái cũng khá hay, đó chính là nó đạt cái chứng nhận HDR10. Và với cái việc mà một cái màn hình to như thế này, lớn và dài như thế này, các bạn muốn mua về để mà giải trí, thì với cái chuẩn HDR10 nó cũng giúp ích cho các bạn rất nhiều. Những cái nội dung ngay thời điểm hiện tại, nếu như mà nói về cái chuẩn HDR thì nó cũng không có quá nhiều liên quan tới game, không hẳn là quá nhiều, nhưng mà nó sẽ liên quan đến phim ảnh nhiều hơn. Các bạn xem những cái nội dung clip ở trên YouTube hiện tại cũng đã hỗ trợ HDR rồi, thì các bạn xem những cái thước phim đó hoặc là những cái đoạn clip đó, các bạn sẽ thấy là cái dải màu sắc của nó rộng hơn rất rất là nhiều. Về những cái vùng tối, là vùng sáng, chênh lệch nó sẽ cực kỳ rõ ràng. Khi đó thì cái cảm giác về thị giác của các bạn nó sẽ cực kỳ ngon. Và còn một cái nữa là cái mà mình thích nhất của cái màn hình mà không thể không kể đến, đó chính là cái màn hình này nó hỗ trợ một lúc tới tận là ba cái chuẩn kết nối khác nhau. Các bạn có HDMI nè, hai cổng. Các bạn có DisplayPort nè, các bạn có một cổng. Và cái còn lại mà mình thích nhất là cổng USB Type-C. Những cái chiếc màn hình ngay thời điểm hiện tại, nếu như mà những cái màn hình cao cấp á, thì mình nghĩ là nên hỗ trợ chuẩn USB Type-C đi. Tại vì Type-C á, là một cái loại chuẩn kết nối mà nó cho lại rất nhiều những cái giá trị. Mình chỉ cần kết nối một cái cổng C vô trong màn hình này, mình có nối một cái cổng C còn lại, cái đầu còn lại vào trong một cái cạc đồ họa, chẳng hạn như là những cái dòng cạc RTX 2080 sau này á, đều có hỗ trợ cổng C. Thì mình chỉ cần kết nối duy nhất một cái cổng nhỏ xíu đó, mà nó vừa có thể làm những cái nhiệm vụ nè, truyền tải hình ảnh nè, truyền tải âm thanh nè, và làm luôn cả hỗ trợ cho cái việc là cấp nguồn cho những cái cổng breakthrough ở trên màn hình. Thì những cái cổng breakthrough đó là ở trên màn hình này nó có tới tận là 4 cổng USB. Các bạn có thể kết nối những cái thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như là chuột nè, các bạn có thể kết nối bàn phím nè, webcam nè, tai nghe nè, rồi loa ngoài nè. Thì tất cả mọi thứ đều link vào trong cái màn hình. Các bạn không cần phải đi dây nhợ quá nhiều vào trong cái thùng máy tính hay là làm gì cả. Thành ra là cái góc setup làm việc của các bạn nó sẽ cực kỳ clean, cực kỳ gọn gàng, mà nó không chiếm quá nhiều những không gian diện tích. Thì rõ ràng là cổng USB Type-C là một trong những cái mình thích nhất. Và đó là còn chưa kể khi các bạn kết nối với cổng C á, thì cái độ phân giải lên tối đa tới tận là 5120 nhân với 1440, tức là các bạn có thể có một cái màn hình giống như kiểu là độ phân giải double 2K. Thành ra là tất cả mọi thứ thì rõ ràng là những cái tính năng đó nó giúp ích cho cái nhu cầu công việc rất rất là nhiều ngay thời điểm hiện tại. Đó là một số những gì mình chia sẻ với các bạn về cái chuyện là cái màn hình này nó tối ưu cho cái công việc tốt đến mức nào. Nhưng mà nếu như các bạn còn nghĩ là màn hình này mà nếu như chơi game thì nó sẽ là như thế nào, thì thật ra cá nhân mình không nghĩ là màn hình này nó sinh ra dành cho cái việc chơi game. Tại vì sao? Các bạn tưởng tượng nha, khi mà các bạn chơi một cái game ví dụ như Liên Minh Huyền Thoại, thì cái nhân vật của bạn nó sẽ nằm ở giữa màn hình, nhưng mà cái bản đồ nó sẽ nằm ở cuối cái góc bên kia. Thành
Thành ra là khi mà các bạn chơi game á, thì cái bản đồ các bạn sẽ không thể quan sát được và không thể bao quát được cái bản đồ. Còn nếu như mà các bạn sử dụng cái chiếc màn hình này để mà chơi những cái tựa game với cái nhịp độ nhanh, chẳng hạn như CSGO hoặc là PUBG, thì nó càng không phù hợp. Tại vì cái độ trễ của cái màn hình này nó khá là cao, nó phục vụ cho nhu cầu công việc mà, nên là về cái độ trễ nè, và cả tần số quét tối đa cũng chỉ có 60Hz mà thôi, nên là tất cả những cái chuyển động á, và những cái việc mà nó đáp ứng tốc độ á, thì nó đều rất là chậm. Thành ra là nếu như các bạn chơi những cái game với nhịp độ nhanh như thế, chắc chắn nó sẽ không phù hợp. Và cái màn hình này nếu như mà mua về chơi game thì hợp nhất với những cái game nào? Mình chắc chắn là nó sẽ rất là phù hợp chơi những cái tựa game nhập vai đi cảnh, chẳng hạn là Assassin's Creed Odyssey nè, hoặc là các bạn chơi những cái tựa game ví dụ Shadow Tomb Raider, thì khi đó cái cảnh nó hùng vĩ cực kỳ. Các bạn nhìn những cái cảnh núi nè, về những cái cảnh trời, cảnh sông, nó sẽ cực kỳ đẹp, mà cái không gian của nó hiển thị cũng cực kỳ lớn. Các bạn có một cái góc làm việc hoặc là một cái góc chơi game mà các bạn muốn tối ưu cho những cái tựa game đi cảnh thì hãy mua chiếc màn hình này. Còn nếu như các bạn đã xác định là mua về để chơi game esports nè, chơi những cái tựa game mà chơi để thắng, thì màn hình này chắc chắn nó sẽ không thể nào đáp ứng cho các bạn về những nhu cầu đó. Vậy thì đó là một số những trải nghiệm cá nhân của mình về chiếc màn hình LG 49WL95C, một chiếc màn hình rất mới của LG với một số những thông số như là tỷ lệ 32:9, độ phân giải 2K, kích thước 49 inch, một cái chiếc màn hình mà nó tối ưu cực kỳ tốt cho công việc. Vậy thì các bạn có cái suy nghĩ như thế nào về cái chiếc màn hình này? Các bạn đã từng bao giờ sử dụng những cái chiếc màn hình với cái tỷ lệ 32:9 dài như thế này hay là chưa? Riêng cá nhân mình thì đây là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.